Unlock your career. Best fit matters. Hello các bạn. Nhìn thật đó, hôm nay đã là thứ hai cuối cùng của năm 2020 rồi. Đếm ngược chỉ còn mấy ngày là qua năm 2021. Hoa chợt nhớ lại hồi đầu tháng 6 vừa rồi, Unlock Your Career lên sóng tập podcast đầu tiên. Vậy mà thoáng một cái chúng mình đã gặp gỡ với vị khách mời thứ 11 rồi. Mặc dù tuổi đời mới hơn nửa năm, nhưng thật may mắn Unlock Your Career đã nhận được sự quan tâm và hỗ trợ nhiệt tình từ các vị khách mời, cũng như được các bạn học sinh, sinh viên đón nhận. Trước khi kết thúc năm 2020 và bắt đầu vào phần cuối của tập podcast khép lại năm nay, Hồng Hoa, Park Group và Unlock Your Career xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các vị khách mời và các bạn thính giả. Giờ thì mình sẽ quay lại với câu chuyện sự nghiệp mà anh Tim Dương đang kể với chúng mình trong hai phần trước. Hai phần đầu của podcast với anh Tim là những trải nghiệm công việc của anh từ khi còn ngồi trên ghế đại học đến khi anh về Việt Nam nắm giữ các vị trí chủ chốt trong các tập đoàn lớn. Sang phần 3, chúng mình sẽ được chứng kiến bước chuyển mình đầy ý nghĩa, táo bạo của anh khi quyết định rời những vị trí đáng mơ ước để xây dựng công ty riêng, khởi nghiệp với quỹ đầu tư Emerging Capital. Đối với bạn, đâu sẽ là thời điểm thích hợp để khởi nghiệp? Là khi vừa tốt nghiệp đại học hay sau 10 năm, 20 năm kể từ khi ra trường? Theo bạn, để khởi nghiệp thành công, bạn sẽ cần những phẩm chất gì? Hay đơn thuần chỉ là cần liều mà thôi? Khởi nghiệp có gì khó khăn và thách thức? Hy vọng bạn sẽ tìm được câu trả lời cho mình từ những tâm sự của anh Tim Dương khi bắt đầu đặt nền móng và những viên gạch đầu tiên của Emerging Capital. Anh Tim này, giờ thì em cũng đã hiểu vì sao mà anh lại quyết định từ bỏ những cái vị trí đáng mơ ước của mình để khởi nghiệp Emerging Capital. Nhưng mà chắc chắn là khi khởi nghiệp thì sẽ có nhiều điều khác biệt hơn so với khi mà mình chỉ làm ở vị trí quản lý cấp cao đơn thuần tại các tập đoàn. Vậy thì từ trải nghiệm của bản thân, anh nhận thấy những cái điểm khác biệt đấy là như thế nào? Liệu có nhiều thách thức và khó khăn hơn không khi mà mình bắt đầu khởi nghiệp? Rất là khác biệt chị ạ. Tức là anh nghĩ là cái nào nó cũng có cái khó, cái nào nó cũng có cái sự thuận lợi. Nhưng mà nó rất là khác nhau, thực sự nó rất là khác nhau. Ví dụ như là khi mà em làm trong một cái công ty lớn đi thì mọi thứ, mọi quy trình là sẵn rồi, em không cần phải làm. Ví dụ như nói đơn thuần là ví dụ như em muốn mở rộng team nhân viên của em thì sẽ có bộ phận nhân sự, họ sẽ lo tuyển người cho em, họ sẽ lo phỏng vấn cho em và họ sẽ lo từ chối cho em. Cái từ chối nó mới là cái rất là căng thẳng, đúng không? Rồi nhận người thì họ sẽ phải làm toàn bộ thủ tục, process giấy tờ, soạn hợp đồng, rồi cuối cùng là onboarding, hướng dẫn sử dụng. Chưa nói đến là cái ông đấy có thể là ông nghỉ luôn ngày thứ hai, lại phải làm restart lại, lại phải làm một thứ tương tự một bước đấy. Thì anh đang nói là những việc rất là cơ bản, anh nói những việc không cần phải là cao siêu gì, nó gọi là những repeated hành chính chẳng hạn, đều có quy trình hết, không bao giờ lệch đi đâu cả. Thông tin ở đây làm việc gì mà anh chỉ nói về mảng nhân sự thôi, nhưng mà trong thực tế thì rất nhiều mảng khác, đúng không? Đó, thế mà nếu mà em làm vào trong một cái công ty khởi nghiệp thì gần như là em làm bằng tự động, em là người làm việc đấy. Bởi vì kể cả những cái người mới mà em thuê vào có thể họ cũng không biết. Em hiểu ý anh không? Thế nên là nó sẽ có một cái sự rối loạn nhẹ khi mà em chưa có những cái quy trình, những cái cơ cấu chuẩn. Vì để vào một cái công ty thực sự là để chuẩn chỉnh những cái đấy thì có thể mất nhiều năm, không phải là tự nhiên vài tháng mà nó xong. Đó. Thì cái thứ hai là vấn đề liên quan đến khi mà khởi nghiệp thì em phải liên quan đến chuyện sống còn. Sống còn là gì? Nghĩa là tiền. Vì nếu công ty em không sát sinh ra tiền thì làm sao em trả được những chi phí này? Tất nhiên em có thể có một cái nguồn vốn đầu tư ban đầu em dự trù, nhưng khi hết rồi thì sao? Thế nhưng luôn luôn trong đầu em giống như là những cái người kinh doanh ở những cái môi trường nhỏ hơn cũng vẫn như vậy. Họ phải luôn luôn nghĩ là thế nào để trả tiền nhà, thì trong công ty em phải lo thế nào để trả tiền văn phòng, đúng không? Rồi em phải trả tiền lương nhân viên. Còn nếu mà em làm thuê cho một cái tập đoàn lớn thì thực ra những cái vấn đề đấy là những việc của ông khác, việc của em là làm đúng cái việc em được giao, đúng không? Đấy, thế nên thành ra là cái vấn đề sức nặng đè nén lên về mặt stress mình thì là tự nhiên nó đã thay đổi rồi. Nhưng mà khi mà em làm việc trong một cái tập đoàn lớn như thế thì em lại có những cái căng thẳng khác. Ví dụ như là em sẽ có rất là nhiều KPI và mọi thứ nó đều rất là rõ ràng, và em sẽ có rất nhiều người nhìn vào em, ví dụ như từ nhân viên nhìn vào em, từ các lãnh đạo khác nhìn vào em, các đồng nghiệp khác vào em, họ có những có kỳ vọng nhất định, và không những kỳ vọng thì họ có những cái chế độ thưởng phạt rất là rõ ràng. Thì tự nhiên lúc đấy em ở trong một cái môi trường rất khác. Còn nên thành ra em lại phải có thể phải thay đổi bản thân để theo một cái quy định của công ty. Em không thể nào mà tự nhiên thích làm gì thì làm như là trong thời gian đầu được. Đó, thì bản thân anh nghĩ là ngay cả những cái công ty như booking.com họ có những cái giai đoạn thay đổi nhất định. Và thay đổi này chúng ta nói đến hàng năm, có khi hàng chục năm nó mới bắt đầu thay đổi, mà nó dần dần
thì lúc đấy thì em sẽ thấy là nó có sự chuyển biến rất là lớn ở trong cả một công ty lớn. Thì đấy thì anh nghĩ là tất cả mọi thứ đều gần như khác biệt. Thế nhưng mà cái nào nó cũng có lợi và cái nào cũng có lợi hại, thì anh cũng có ví dụ cho em rồi đấy. Tức là ví dụ như bây giờ là startup của anh thì là không tốn tiền thuê văn phòng quá nhiều, nhưng mà bù lại thì anh lại phải tốn rất nhiều thời gian để anh build cái sự gắn kết, đúng không? Đấy, nó đều có cái này với cái kia đó. Rồi cái công ty ví dụ như là cho những tập đoàn lớn thì họ đã có những name sẵn rồi, thương hiệu của cái công ty đấy, thì họ có một cái lòng tin nhất định với người tiêu dùng cũng như là các đối tác và cũng như là chính bản thân nhân viên. Cái này bọn anh sử dụng một term gọi là có thể là branding nội bộ đấy. Khi mà mình có một cái startup mới tinh của mình thì mình chưa có một cái uy tín gì cả. Đấy thì cái uy tín bây giờ chính là mình. Mà bản thân mình cũng đang là một người khởi nghiệp thì chưa chắc mình cũng đã thành công trong việc xây dựng uy tín của mình. Thế thì làm sao để có thể có lòng tin của những người cộng sự, của những người nhân viên cũng như những người đối tác? Thì đấy lại là một cái thử thách khác. Thế nếu cho anh lựa chọn 3 từ để nói về những phần cần có từ người làm khởi nghiệp thì anh sẽ chọn 3 từ? Nếu là anh thì anh nghĩ đầu tiên sẽ là innovation, tức là gì, là sáng tạo, sáng kiến. Sáng kiến thì đúng hơn, sáng tạo, more creative. Vì là anh nghĩ là phải luôn luôn đổi mới. Khi mình đã là khởi nghiệp thì đấy là một cái lợi thế của mình. Nếu mà là lợi thế của mình thì mình nên tận dụng, chả việc gì. Nếu nó là bị kìm hãm, bị khó khăn thì không nói đến. Còn bây giờ nếu mà mình có cái điều kiện thì mình phải tận dụng tối đa để optimize nó. Thì đầu tiên là anh nghĩ là nó là sáng kiến, phải có nhiều sáng kiến và luôn luôn thay đổi. Cái thứ hai là anh nghĩ là phải, và có thể cái này là quan trọng nhất, là anh cũng đã nhắc ở trên rồi, là phải believe, tức là thực sự là phải tin vào bản thân. Anh nghĩ nó là quan trọng nhất luôn. Bởi vì nếu em không believe vào bản thân em thì em không làm được một cái gì. Anh cũng đã gặp rất là nhiều người rồi, họ cũng rất là tốt, bạn của anh, nhưng mà khi nói chuyện với họ thì anh cảm giác như là họ không tin vào chính bản thân họ. Thế thì rất là khó để họ làm bất cứ một cái gì. Đành rằng là họ cũng đã thất bại. Nhưng anh cũng nhìn thấy rất nhiều người là thất bại rồi nhưng vẫn rất là máu lửa, vẫn rất liên tục làm. Thì anh nhìn vào họ, anh biết chắc chắn họ sẽ thành công. Không sớm thì muộn, nhưng có những người chả biết được, nhưng mà họ có thể họ cũng có nhiều nguồn lực tài chính. Nhưng mà khi nhắc đến thì anh cảm thấy là nó một cái bản thân họ thất vọng về bản thân mình. Và họ gần như là nghĩ là cái này khả năng làm cũng thế. Thì nó là một cái bài toán là trước khi mà em làm một cái gì mà em đã nghĩ mình thất bại rồi thì khả năng rất cao em thất bại. Nó là như vậy, thế nên thì cái đấy đó là định luật hấp dẫn, đúng không? Thế nên là quay trở về cái ý anh nói là cái quan trọng ở câu hỏi này thì nó dành cho startup, cho khởi nghiệp, nhưng mà anh nghĩ là có khả năng áp dụng rất nhiều người. Thì đầu tiên mình phải tin vào chính bản thân mình. Thì khi tin vào bản thân mình rồi thì mình bắt đầu tin vào cái sản phẩm của mình. Và không những thế, mình còn phải tin vào chính những cái người đồng nghiệp của mình hoặc những người cộng sự của mình. Vì nếu mình không tin vào họ thì mình cũng chả thể nào mà tập trung để làm những cái việc quan trọng hơn. Đó, thế nên là anh nghĩ là đầu tiên là tự tin vào chính mình, thứ hai là cái phần có liên tục có những cái sáng kiến. Và cái thứ ba thì anh nghĩ là theo cá nhân của anh thì nó là về growing people. Sự đấy là một trong những cái mà đến bây giờ anh mới thấy là nó giá trị. Thế nên là anh cũng không biết là có thực sự giúp được gì cho mình hay không trong những công việc mới này. Nhưng mà anh thực sự là thời gian gần đây là anh growing, anh phát triển được rất là nhiều những cái nhân tài trong booking.com. Và anh thấy là họ đang phát triển rất là tốt. Và khi họ phát triển rất là tốt thì thứ nhất là mình cũng được, mình thấy tự hào. Thứ hai là thực sự là khi họ quay lại họ hỗ trợ rất là nhiều. Thì khi em làm, đã là startup ấy, thì em phải cần rất nhiều sự hỗ trợ gần như là từ tất cả mọi người. Thế thì những cái người mà chuyên nghiệp mà họ lại quay lại và muốn hỗ trợ được mình thì thực sự đấy, mình dùng cái từ gọi là rất là cảm kích. Vì mình mới ra mình cần rất nhiều sự hỗ trợ, và thì cái những sự hỗ trợ này là những cái mối quan hệ. Thì chúng ta đều luôn luôn nói về cái chuyện là tạo quan hệ, nhưng mà thực sự là tạo quan hệ như thế nào và sử dụng nó ra sao để mà nó đem lại một cái mutual benefit thì không phải ai cũng biết. Đó, thế thì những cái mối quan hệ như thế này, những cái sự hỗ trợ này nó xuất thân từ những cái sự cảm, tại vì mình đã help them grow rồi. Thì họ success thì mình cũng success trong một cái môi trường ngắn hạn là trong cái công ty đấy, trong cái công ty mình. Nhưng cái môi trường dài hạn hơn là in their life, trong cuộc sống của họ và trong cuộc sống của mình, thì anh thấy cái đấy là nó rất là giá trị, đó là một cái nó rất đáng để mà quan tâm. Thì đấy là một cái tố chất anh nghĩ là có thể người ta sẽ nâng lên một cái level nữa, nó gọi là inspiration, tức là truyền cảm hứng. Nhưng mà cái truyền cảm hứng nó quá lớn nên là nó rất nhiều những cái hình thức khác nhau. Thế nên là trong cái để trả lời cụ thể hơn trong cái câu hỏi của em thì anh sẽ nói gọn hơn trong quan điểm của anh là ba cái gì đó. Thì để khởi nghiệp thành công thì theo anh cần chuẩn bị những nguồn lực gì, và đâu sẽ là thời điểm thích hợp đối với một người hay là một tập thể để khởi nghiệp?
anh nghĩ rằng cái này thì sẽ có nhiều cái câu trả lời khác nhau, nhưng mà riêng anh thì anh luôn nghĩ là sẽ thực sự là không có một cái thời điểm nào là right time cả, tức là không có thời điểm nào đúng và không có thời điểm nào sai. Nhưng mà nó đúng là cái câu hỏi của em nó rất là hay ở chỗ là em hỏi cái câu là thời điểm thích hợp. Vì thực sự nếu em luôn luôn tìm cái cơ hội thời điểm đúng, không bao giờ cảm thấy đúng cả, bởi vì mọi thứ vạn vật nó thay đổi, đúng không? Thế thì khi nào mình cảm thấy thực sự thích hợp thì cái đấy lại chỉ có cái người khởi nghiệp, cái người founder họ mới biết được. Bởi vì thực ra là nhiều cái là nó là những cái suy nghĩ. Tất nhiên có thể chúng ta sẽ nói là nó là cảm xúc hay nó là feeling hay gì, nhưng mà anh nghĩ là nó đều là tổng hợp của rất nhiều thứ. Thì họ phải là cái người tự đánh giá được, chứ không thể nào mà bố mẹ hay là đối tác hay là bạn bè đến nói ok bây giờ cơ hội tốt làm đi được, mà cái người đấy họ đã có sẵn ý tưởng rồi. Ý tưởng thì nó phải luôn có kế hoạch. Thì cái đấy là một cái rất là quan trọng để biết được khi nào là thích hợp. Chứ còn nếu mà mình đi theo thị trường thì có rất nhiều quan điểm khác nhau, đúng không? Ví dụ như Warren Buffett còn nói là khi mà people are scared thì lúc đấy mới là cái cơ hội, đúng không? Thế thì nhiều người thì lại hỏi là bao giờ chứng khoán đang lên, tất cả mọi người mua vào, tất cả mọi người đều mua vào, thì mọi người đều có những cái quan điểm khác nhau, mọi người đều có những sự thành công nhất định, đúng không? Thế nên anh ấy nói là cái này là thay đổi liên quan, không thể áp dụng là cookie cutter cho tất cả mọi người được, mà chính là bản thân mình. Thì nếu mà theo cái quan điểm của anh từ đầu đến giờ thì đây chính là cái lúc mà khi mà em lại bắt đầu cảm thấy là em thực sự tin vào bản thân em thì đấy là cái thời điểm hiểu nhất, đúng không? Bởi vì nếu giả sử đi em là cái khởi nghiệp đi, mà em bản thân em còn đang nghĩ ôi bây giờ em thấy là mình chưa đủ tiền lắm, hay là mình đang gọi là chưa có nhà đầu tư, hay là mình đang ngại là bây giờ mình có công ty thì mình không biết là làm như thế nào, có khả năng nó chưa thích hợp thật. Nhưng mà tự nhiên trong suy nghĩ của em là em bảo là bây giờ không có tiền không sao, mình có thể mình đi raise fund ở đâu đấy, hay là thôi mình mượn tạm con bạn thân, hoặc là mình xin của bố mẹ, hay là mình đi vay ngân hàng. Ok, bây giờ mình không biết là làm thế nào về marketing, nhưng mà kiểu gì mình lên Facebook, kiểu gì mình lên email, mình cũng kiếm được, mình nghĩ là thấy được. Trong cái suy nghĩ của em đã starting to believe into yourself rồi, thì cái đấy mới là thời điểm thích hợp. Thế thôi, bởi vì anh nghĩ nó liên quan đến cá nhân mà, chứ không phải ai bảo mình thích hợp là nó thích hợp đâu. Em cũng quen rất là nhiều bạn đã từng làm trong các công ty khởi nghiệp. Thì các bạn cũng chia sẻ là thông thường thì công ty khởi nghiệp cho các bạn rất nhiều cơ hội để phát triển bản thân, được làm nhiều thứ. Tức là không chỉ là bị bó gọn trong một cái vị trí mà các bạn có thể làm rất là nhiều công việc khác nhau, tức là gọi là đa nhiệm, multitask. Thì tuy nhiên thì sẽ có đến một cái giai đoạn nhất định khi mà công ty phát triển lên rồi, thì lúc đấy sẽ không còn được tự do làm nhiều thứ như thế nữa, mà mỗi người sẽ phải co lại để làm những cái công việc nhất định của mình thôi. Và cũng vào cái giai đoạn mà công ty phát triển như thế thì sẽ có gặp khủng hoảng trong việc nhân sự cũng như là về cái vận hành của công ty, operations. Đã bao giờ anh đã hình dung đến cái khó khăn sau này khi mà Imagine Capital phát triển chưa? Và bản thân anh thì anh hình dung ra là mình sẽ vượt qua cái giai đoạn khủng hoảng đấy như thế nào? Cái đấy thì anh rất hiểu. Thì của anh là nó hơi ngược với cái câu hỏi của em. Thực ra là anh đã build cái công ty theo cái hướng open, nghĩa là hướng mở, nghĩa là gì? Nghĩa là anh xác nhận là anh thực sự là anh cũng không quá tài giỏi gì, mà anh cũng không cần phải quá tài giỏi gì. Như anh cũng chia sẻ quan điểm với em, một trong những cái kỹ năng cần thiết nhất của anh là gì? Là có khả năng để có thể phát triển mọi người, hoặc là ít nhất phải có được cái lòng tin của mọi người. Và mỗi người thì đều mạnh một mảng, mình không thể hoàn hảo được. Và cái mảng kinh doanh của mình nó càng khó hoặc là nó càng tiềm năng bao nhiêu, có nghĩa là nó sẽ càng khó bấy nhiêu. Mà đương nhiên một cái việc khó thì nó sẽ làm được rất dễ nếu em có một cái team rất strong. Đó, thế nên là anh luôn luôn tin vào cái việc là phát triển một cái đội ngũ hùng mạnh, chứ không phải phải mình là một cái người hùng. Thế thì cái việc của anh định hình ra không phải là giải là try to do everything. Thì cái trong cái ví dụ của em thì nó là một cái việc rất là thường xuyên xảy ra cho những bạn startup mới, thì là bạn ấy muốn làm tất cả mọi thứ, bạn ấy được làm, bạn ấy muốn làm, bạn ấy yêu thích đấy. Nhưng anh thì ngược lại, anh muốn làm người khác làm. Không phải là vì anh lười, mà là bởi vì anh biết được là có những người muốn hơn anh và họ thực sự làm tốt được hơn anh. Thì cái nhiệm vụ đặt ra cho chính bản thân anh là làm sao tìm được những người này và làm sao có thể chia sẻ được cái mong muốn của anh, và làm sao là họ có thể tin vào là ok, anh có thể giúp họ lên một cái tầm cao mới và nó trở thành một cái mối quan hệ mutual. Thì lúc đấy anh nghĩ là anh thành công từng bước một. Thế nên là cái team của anh build là để tụ gắn kết những cái nhân tài vào với nhau, và làm sao để những cái nhân tài này họ có thể làm việc được với nhau. Thì đấy là cả một cái thử thách khác nhau nữa,
làm được việc của họ là một chuyện. Vì những cái người tài thì họ đều suy nghĩ rất khác và họ đều từ những cái background, những cái nền tảng khác nhau. Thì làm sao để họ trở thành một cái đồng team, đồng đội với nhau? Thì đấy là việc của, mới là việc của anh. Đó, chứ còn việc của anh không phải là đi làm tất cả mọi thứ. Đó, thế nên là anh dự kiến những cái vấn đề này sẽ xảy ra ngay từ đầu. Thế nên một cái giải pháp của anh là giải pháp mở ngay từ đầu như vậy. Thế đương nhiên khi giải pháp mở ngay từ đầu như vậy thì nó cũng sẽ khó, bởi vì là khi mà mình có những cái người ngoài vào họ chưa rõ việc, hoặc là mỗi người nghĩ một ý thì sao, thì đấy là cái con đường anh chọn. Đó, thế thì để trả lời cái câu hỏi này của em. Podcast khá là dài rồi, em nghĩ là mình cũng sẽ phải dần dần đi vào những cái câu hỏi cuối cùng. Okay. Thì hiện tại thì anh cũng biết là tình hình dịch Covid ảnh hưởng khá là nhiều đến nền kinh tế nói chung, và đặc biệt là ngành du lịch. Rất là nhiều khách sạn ở quy mô nhỏ và vừa phải đóng cửa. Thế thì khi mà khởi nghiệp một cái quỹ đầu tư vào ngành du lịch trong cái thời điểm dịch Covid rất là bất ổn như thế này, thì anh đánh giá thế nào về tiềm năng của Imagine Capital và sẽ có những cái khó khăn gì cho công ty của mình? Thực ra thì anh nghĩ nó ngược lại. Anh nghĩ là Imagine Capital được sinh ra trong thời Covid, và sinh ra trong thời Covid bởi vì Imagine Capital nhận thấy là cái cơ hội bất tiềm năng của cái thị trường này. Và anh nghĩ là rất nhiều người cũng đã đang suy nghĩ theo cái hướng như thế, nhưng có thể là chưa đủ niềm tin, chưa đủ những cái đủ để cho họ có thể là tiến tới xa hơn. Đó, thế thì khi mà anh nói như thế có nghĩa là như nào? Có nghĩa là chúng ta đều nói là trong nguy thì có cơ, đúng không? Thế thực sự là trong nguy có cơ hay không thì mình phải làm sao cho họ thấy được cái điều đấy. Và đúng như thế, cuộc sống nó rất là muôn màu. Có rất nhiều cái việc mà em thấy là nó diễn ra rất là tốt đẹp, vui vẻ, nhưng cuối cùng kết quả không chả tốt đẹp vui vẻ gì. Và ngược lại, nhìn thì nó có vẻ rất là phức tạp, nhiều lúc dẫn đến đau khổ hoặc buồn, nhưng mà thực ra nó đem lại đến một cái kết quả tươi tắn hơn. Vì anh nói đâu xa, một cách hài hước thì chẳng ở đây chúng ta có người yêu cũ rồi thì em cũng hiểu ý anh. Bây giờ mình nhìn lại mình wow, you know, would you come back? Not really. So, nhưng mà ở cái thời điểm khi mà em mới chia tay thì chắc chắn là em sẽ rất là không vui vẻ gì. Có thể in the end of the world. Hoặc là một cái câu chuyện nó sâu xa hơn, như anh không biết được là ông vua nào, nhưng mà câu chuyện nó như này, thì có một cái ông cẩn thận, thì ông ấy đi săn với nhà vua gì đấy hôm đấy. Thì hình như là ông ấy cũng biết trước được là nó có một cái nguy hiểm gì đấy. Thế là ông ấy khuyên vua là không đi. Đấy, thế nhưng mà ông vua này mới ức chế, thì ông ấy bắt cái ông cẩn thận này lại mà không cho đi. Xong nhốt vào trong tù giam mà ông cứ đi. Thế thì sau khi mà ông đi thì tự nhiên là gặp nạn, thì là bị tấn công một cái bộ lạc. Đó, thế cái bộ lạc ấy nó bắt ông vua này đi. Thế xong rồi cuối cùng như nào xin được thì nó chặt được cái ngón tay. Nó thả về. Thế thì ông vua này ông ấy về, ông ấy đúng là cái ông cẩn thận này đúng là tính toán như thần, nó biết trước được nguy hiểm mà mình lại đối xử như thế này. Thế thì mà nhất là khi mà khuyên như thế, thế thì ông ấy quay về, ông ấy mới thả cái ông cẩn thận ra, thì ông ấy bảo đấy, ta đáng lẽ là phải khen ngươi bởi vì là đã khuyên bảo này kia rồi thế này thế kia. Nhưng mà ông cẩn thận ông ấy cũng nói rất là đơn giản là thực ra là phải cảm ơn bệ hạ, đúng không? Bởi vì là nếu mà không có bệ hạ bắt tôi vào tù giam thì có khi, bởi vì là đội cái bộ lạc đấy nó cũng nghĩ ông vua là người thường thôi thì nó mới thả ra. Nhưng mà nhớ hai ông này đi cùng với nhau chắc chắn biết ông, một ông là vua một ông là lính, thì khả năng ông vua chết hoặc là sẽ bắt cái ông lính ra thì có khi ông còn chết chứ không phải bị tù. Thế thì quan trọng là nó là như thế, đúng không? Ông vua thì ông ấy đang nghĩ là thay vì ông bị bắt nhưng mà ông ấy được bị hai ngón tay thôi là ông đã mừng rồi, nhưng thực ra cái ông cẩn thận là mừng hơn vì tí chết. Thế nên cái câu chuyện là nhiều lúc anh nghĩ là đấy là một cái ông độ hài hước vui và để giải thích cái câu nói trong nguy có cơ của người Việt Nam. Nhưng mà trong cái mạng tâm lý học họ cũng có cái khái niệm nó như là tất cả mọi cái điều mà em suy nghĩ thì nó đều thể hiện ra trên cái hành động của em và lời nói của em, và từ đó nó trở thành hiện thực. Thì đấy chính là một cái nội dung của cái quyển sách mà anh đọc gọi là The Secret, là bí mật của cuộc sống. Thế thì đúng là như thế thật, nếu mà em thực sự nghĩ là em đẹp, em sẽ đẹp. Anh đã từng thử cái concept này với một cái cô bạn đồng nghiệp và anh rất vui là nó thành hiện thực. Còn để làm sao nó hiện thực thì anh thấy nó đúng là nó rất là hay thật mà một cách rất là logic. Đó, thì anh ví dụ cho em một cái rất là đơn giản thôi là bạn này thực ra nghĩ là không đẹp lắm về mặt thẩm mỹ bên ngoài, nhưng mà bạn ấy trải qua rất nhiều khó khăn, và đến một thời điểm bạn nói với anh là bạn ấy có vấn đề với gia đình, thì bây giờ bạn ấy rất là thất vọng, không biết phải làm nào. Thì anh cũng không thể khuyên được vì mà cái chuyện quá phức tạp cho cá nhân anh, mà nhưng mà thôi thì bây giờ em thử làm theo anh đi. Em bảo ok, thì bạn bảo bây giờ em tự tin là em thực sự là đẹp đi, thực sự thế như thế, và em sẽ làm cái gì mà cái người đẹp người ta sẽ nghĩ. Thế bạn ấy cũng cố gắng
Thế là bạn ấy cũng đi mua quần áo rồi cũng sửa soạn các thứ. Thực ra thì nó không khác gì cả và nó rất là loè loẹt. Hay nhìn cũng rất là kiểu what the hell. Thế nhưng mà ở cái thời điểm đấy mới là thời điểm quan trọng, bởi vì anh là người observe. Thì ngay trong công ty thôi, thì tự nhiên đúng là mọi người nhìn nào là kiểu what the hell, mọi nhìn nó loè loẹt rồi nhìn shit. Nhưng mà lúc đấy that's not what she thinking. Cái bạn ấy nghĩ trong đầu, tự nhiên bạn ấy, vì hồi xưa không ai thèm quan tâm, tự nhiên bây giờ có những cái ánh mắt nhìn vào thì thực ra có thể, anh ấy có thể thôi, em đang nhìn một cách ngạc nhiên, hoặc là em đang có thể là một chút negative. Nhưng mà trong đầu bạn ấy đã rất thinh, em nghĩ positive. Bởi vì cái only nhất mà bạn nhìn được là cái ánh mắt của em nhìn vào. Trước không có, bây giờ có. Thế thì tự nhiên bắt đầu dần dần thay đổi. Tức là ngày hôm sau lại thấy không thấy đi, buổi trưa không thấy đi ăn, bảo là em làm gì mà em đi tập gym. Nhưng tức là khi mà người ta tự tin hơn, rất đẹp hơn, thì người ta bắt đầu improve, bắt đầu cải thiện cuộc sống của mình. Thế tự nhiên bạn có một cái cuộc sống rất là lành mạnh, đi tập gym buổi trưa, xong ăn mặc đẹp lên, xong bắt đầu lên nhìn hàng, mua đồ đẹp hơn. Hồi xưa bạn không chú ý về bề ngoài đó. Và bạn này thì một bạn nữ nhưng cực kỳ cương quyết. Thế là sau khoảng 2 tuần sau, bạn lại hỏi em một câu là: anh Tim ơi, bây giờ nếu nhìn trên khuôn mặt em đi thì em sẽ thay đổi cái gì đầu tiên? Anh nghĩ chắc là cái kính. Thì bạn bị cận mà. Tự nhiên thôi, chiều hôm đấy thấy có một cái thư gửi là bây giờ nghỉ xin phép không lương 2 tuần. What the hell? Thế mà anh hỏi là bảo ra đi mổ bắt. Tức là bạn này là đến lúc thời điểm đấy là bạn ấy thực sự là tin vào nó và bạn làm. Và đến thực sự bây giờ bạn ấy đẹp hơn thật. Bởi vì bạn ấy có rất nhiều cái thay đổi, thì em thấy là mọi cái thay đổi đó đều có sự diễn ra. Thì như anh nói là nó xuất phát từ cái suy nghĩ. Thì trong tâm lý học thì khi em suy nghĩ thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái là interpretation. Thì tự nhiên cái đấy nó sẽ làm em hành động và suy nghĩ như vậy. Tất nhiên là không phải mình cứ nghĩ là hôm nay mình đã là người giàu, sáng ngày mai mình là người giàu, mà nó đều là một cái process như vậy. Và có thể nó có nhiều cái lý do khác để giải thích mà bản thân mình ta không thể biết được đó. Nhưng mà again thì đấy là cái mà anh muốn nói đến ở đây, là tại sao cái cơ hội nghĩ là gì, nghĩa là cách mình nhìn nhận nó như thế nào mà thôi. Nếu em nghĩ nó là xấu thì nó sẽ là xấu, nếu em nghĩ nó là tốt thì nó sẽ tốt. Giống như anh, thực ra anh nghĩ là emerging capital có vị rất là nhỏ, mảng kinh doanh máy rất là nhỏ. Nhưng mà chính bởi vì anh nghĩ là bây giờ mới là cái thời thế cho những ông nhỏ, vì những ông to là đều đang có vấn đề rồi. Còn những ông to đang thất vọng rồi, còn những ông to đã làm rồi và bây giờ chưa thanh lý được những cái tài sản của họ, thì họ cũng chưa thể nào khởi động được để làm những cái mới. Thì đương nhiên nó phải là những cái cơ hội cho những cái ông nhỏ như anh. Thì cái đấy là cái anh nghĩ. Còn nếu mà anh nghĩ là ngược lại, anh bảo ôi bây giờ thời điểm này đã khó khăn rồi mà toàn những ông to ra, thằng nào nhỏ ra đập chết, thế thì anh cũng chả làm gì, đúng không? Đấy, thế nên anh nghĩ là cái vấn đề ở đây thành công hay không chúng ta không biết, nhưng mà luôn luôn phải nhìn thấy cái cơ hội, thì cái đấy nó sẽ làm mình rất là vui trong cuộc sống. Bởi vì khi mà mình vui thì mình sẽ làm rất nhiều thứ, còn khi mình buồn anh nghĩ chả làm được gì. Lại quay trở về cái câu chuyện chia tay, thì anh nghĩ hồi đấy em làm được cái gì không khi em mới chia tay? Có khi ăn còn không ăn. Đấy. Em tin là với niềm tin của anh thì Emerging Capital sẽ trở nên rất là khác biệt so với các công ty khác trong cùng lĩnh vực. Và như anh cũng chia sẻ từ ban đầu thì là anh có đưa những cái ứng dụng công nghệ vào trong công ty của mình, cũng là công nghệ AI. Thế thì đây liệu có phải là cái vũ khí mà sẽ giúp cho Emerging nhanh chóng vươn lên không? Đúng, thì anh nghĩ là ở một góc độ nào đó thì công ty luôn luôn cần một cái gì đó để gọi là competitive advantage. Tức là mình phải thực sự là mình tin và mình nghĩ mà mình phát triển được cái gì mà mình có thể là nó hay hơn. Tại vì con người giống như là mọi cái dịch vụ và sản phẩm, thì tất cả mọi thứ, anh nghĩ là nhiều cái dịch vụ sản phẩm nó cũng như nhau. Nhưng mà rất nhiều công ty mới sinh ra, rất nhiều startup mới sinh ra, rất nhiều cái dịch vụ mới sinh ra, họ tốt hơn thật. Họ làm tốt hơn những cái cũ. Thì tại sao họ làm tốt hơn? Thì hoặc là họ có nhân sự tốt hơn, hoặc là họ cải tiến được cái đấy tốt hơn. Còn nếu ví dụ như mình quay trở lại đơn thuần, anh thì anh không định giá định hình những công ty, mình là công ty tech, anh có thể ví dụ như là Uber đi. Nếu không có Uber thì không, chưa chắc là có Grab, Grab ra đời sau chẳng hạn đi. Nhưng mà cái ý tưởng đấy nó rất là hay, nhưng mà mọi thứ hồi xưa vẫn ok mà, đúng không? Mọi người vẫn đi taxi và thứ, nhưng mà có những người ta thấy cái cơ hội, người ta thấy vấn đề và đồng thời cơ hội, và người ta quyết tâm đi theo mình, người ta có thể làm tốt hơn, không như thế tốt hơn rất nhiều, bây giờ chứng minh cho nó tốt hơn rất nhiều, đúng không? Thì đấy, thì như anh nói là cái phần của anh là anh tin là có thể cải thiện được rất nhiều vấn đề khi mà chúng ta đi vào chuyên sâu, khi anh làm ở trong booking, khi anh nói chuyện với những cái người chủ doanh nghiệp, anh hiểu được là họ đang có những cái rất cái mối quan tâm gì, nhưng vấn đề đấy nó chưa được giải quyết đó. Thì anh nghĩ là hoàn toàn là hợp lý. Thì cái AI thực ra nó cũng chỉ là một phần để giúp cái phần tự động hóa của những cái giải pháp của anh thôi. Anh hoàn toàn vẫn có thể làm được một cách thủ công và manual, nhưng đương nhiên tương lai của
anh nghĩ là của rất nhiều doanh nghiệp cũng như là của thế giới là phải công nghệ hóa, là phải tự động hóa, là phải AI hóa, đúng, thì mình cũng sẽ tiến đến cái hướng đó. Nhưng mà mình phải có một cái giải pháp gì đó thực sự là tối ưu để có thể giúp được người khác, thì anh rất là tin vào cái sản phẩm đó. Em nghĩ là podcast thì cũng là khá là dài rồi, thì trước khi kết thúc em chỉ còn câu hỏi cuối cùng dành cho anh là anh có lời nhắn nhủ gì gửi đến các bạn học sinh sinh viên để lựa chọn phù hợp và tiếp nhận con đường sự nghiệp thành công cho chính mình, và đâu là những bộ kiến thức và kỹ năng cần thiết với các bạn trẻ trong thời đại 4.0 như bây giờ? Ok, thì anh nghĩ là trước khi đến đây anh cũng có cái ý tưởng này rồi, nhưng mà sau khi đến đây anh vẫn lại càng có ý tưởng này, thì anh chưa biết là nó có thích hợp hay không, nhưng đây thực sự là cái suy nghĩ của anh và anh cũng rất muốn làm cái điều này. Sở dĩ là anh cũng rất thích có những cái buổi chia sẻ với các bạn sinh viên hay là những cái bạn doanh nghiệp trẻ là bởi vì tại sao, vì anh không muốn họ mất nhiều thời gian như anh. Anh nghĩ là họ có sức trẻ, họ có rất nhiều cái ý tưởng và họ có thể nói rất nhiều điều, thì bản thân anh nghĩ là không ai hoàn hảo và anh cũng mất nhiều thời gian cho cái việc tự học của anh, và nhất là những việc liên quan đến khi mình đi du học. Trong hồi xưa thì cái hồi anh nghĩ là mặc kép trẻ con trước khi mà bố mẹ thả ra vào thì là một tương đương là bố mẹ support hết, đúng không? Giúp đỡ rồi có những cái mối quan hệ rồi cho mình vào những cái lớp đi du học vân vân. Nhưng mà thực sự thì anh khi mà anh sang Mỹ thì anh gần như là không biết làm gì, thả vào một cái môi trường đấy thì mình chả biết là cái định hướng của mình như thế nào, cũng chả biết hỏi ai. Nói chung là anh mò mẫm, somehow I got to here, đúng không? Nhưng mà anh nghĩ là anh muốn là các bạn là không cần phải mất nhiều thời gian như anh, và các bạn có những cái sự lựa chọn tốt hơn, vì bây giờ thời kỳ nó cũng khác rồi, không nhất thiết là phải làm khổ mình hay là phải kéo dài thời gian làm gì. Anh rằng thì người ta luôn luôn nói là thất bại thì là mẹ của thành công, cũng mình phải thất bại thì mới thành công, nhưng mà anh nghĩ là hãy dành những cái thất bại đấy cho những cái sáng kiến mới của các bạn, để các bạn có thể thất bại nhiều hơn chẳng hạn, để tiến xa hơn. Chứ còn những cái anh nghĩ là như bọn em đang làm là rất là tích cực. Giả sử nếu mà anh sống ở được thời bọn em, đúng không, và anh có những cái dịch vụ này thì anh nghĩ là anh có thể học và có thể tiến xa nhanh hơn khi mà anh có thể, why not. Và anh cảm thấy là bọn em có rất là nhiệt tình, thực sự là đem muốn đem lại một cái lợi ích gì đó cho các bạn, thì anh nghĩ đấy là cái mà chúng ta nên tận dụng và leverage, tức là why not, tập trung vào. Em cảm ơn anh Thiên vì lời khen của anh dành cho bọn em, và cũng rất là cảm ơn anh vì ngày hôm nay đã dành thời gian đến chia sẻ thêm về công việc của mình. Thì chắc là lời cuối cùng thì thay mặt cho các bạn đang nghe podcast thì em gửi lời chúc đến anh Thiên cũng như là Imogen Capital trong cái giai đoạn Covid như thế này, thời thế tạo anh hùng, thì sẽ giúp cho Imogen Capital vươn lên mạnh mẽ và phát triển vượt bậc. Cảm ơn em, anh cũng cảm ơn mọi người là đã nghe đến thời điểm này, cũng không biết là còn bao nhiêu người khi mà bắt đầu, vì anh sorry là mình cũng có cái conversation nó cũng hơi dài, nhưng mà thôi thì cái này chắc là nó không lên clip thì các bạn có thể tua trước tua sau, nhưng mà lần đầu thank you everyone. Em cảm ơn anh. Vậy là tập podcast cuối cùng của năm 2020 đã thực sự đi đến phút cuối rồi. Các bạn có cảm nhận và suy nghĩ như thế nào về câu chuyện sự nghiệp của anh Thiêm Dương? Liệu đã tìm lại được cho mình động lực để vượt qua những áp lực học tập, thi cử và chuẩn bị cho mình một tâm thế tự tin, sẵn sàng chào đón năm 2021? Với Hoa, cứ mỗi tập podcast đi qua để lại cho mình nhiều cảm xúc khó diễn tả bằng lời. Trở thành host của Unlock Your Career có lẽ là điều may mắn nhất của Hoa trong năm nay, bởi Hoa được gặp gỡ và làm quen với nhiều anh chị và các bạn trẻ đã và đang có những chuyện nghề thú vị ở các lĩnh vực khác nhau, được lắng nghe những chia sẻ từ mỗi người và ngẫm lại các bài học cho bản thân từ những chia sẻ ấy. Ở tập podcast đầu tiên, Hoa đã từng tâm sự rằng Hoa hiểu cảm giác mông lung trong việc xác định nghề nghiệp tương lai của bản thân, vì Hoa đã từng ở độ tuổi của các bạn có cùng một vấn đề ấy, và đó là lý do vì sao Hoa quyết tâm cùng Park Group thực hiện series podcast Unlock Your Career này. Hy vọng rằng sang năm 2021, Hoa cùng các bạn sẽ được gặp gỡ với nhiều khách mời hơn và được lắng nghe những chia sẻ trải nghiệm công việc đa dạng hơn nữa. 2020 khép lại với khách mời Thiêm Dương là câu chuyện khởi nghiệp đặc sắc, chắc chắn sẽ để lại dấu ấn khó quên cho mình và các bạn bởi tinh thần và ý chí, sự quyết đoán đáng ngưỡng mộ của anh Thiêm. Giờ thì tạm biệt các bạn, tạm biệt 2020 và chúng mình sẽ gặp lại nhau sớm trong năm 2021 nhé!